Hôm nay chúng ta học bài địa lý tiết 23, một số nước ở châu Âu. Chúng ta cùng tìm hiểu nước thứ nhất là nước Liên bang Nga, nước thứ hai là nước Pháp. Các em mở sách giáo khoa trang 113. Nhất, chúng ta tìm hiểu nước Liên bang Nga về vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên của Liên bang Nga. Chúng ta tìm hiểu các yếu tố vị trí địa lý, diện tích, thủ đô, dân số, khí hậu, địa hình, những đặc điểm của nó. Chúng ta cùng quan sát lược đồ hình 1 trang 113 và hình 5 trang 106. Ta chỉ lược đồ nước Liên bang Nga. Đây là lược đồ một số nước châu Âu. Chúng ta lưu ý ngôi sao màu đỏ là tên thủ đô của nước. Liên bang Nga ở châu Âu và phần Liên bang Nga ở châu Á. Chúng ta nhìn trên lược đồ. Như vậy, Liên bang Nga ở cả hai châu Âu và châu Á. Thủ đô là Moscow. Trung tâm thủ đô Moscow. Rừng Taiga được tuyết bao phủ rất nhiều. Như vậy, về vị trí địa lý thì Liên bang Nga nằm ở cả châu Á và châu Âu, diện tích là 17 triệu km2, lớn nhất thế giới, thủ đô là Moscow. Dân số khá đông, 144,1 triệu người, tính đến năm 2004. Về khí hậu, phần lãnh thổ thuộc châu Á khí hậu khắc nghiệt, được rừng Taiga bao phủ, phần lãnh thổ thuộc châu Âu khí hậu ôn hòa. Về địa hình, phần lãnh thổ thuộc châu Âu chủ yếu là đồng bằng, đồi thấp. Liên bang Nga tách ra thêm ba nước là Georgia, Azerbaijan, Uzbekistan, phần còn lại là nước Nga. Do đó chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nước Nga. Đây là nước Nga sau khi tách ra phần nước Nga. Như vậy chúng ta thấy về diện tích và dân số thì nước Nga có giảm đi, của nước Nga giảm đi so với Liên bang Nga. Nước Nga nằm ở cả châu Á và châu Âu, có diện tích lớn nhất thế giới, có số dân khá đông, phần lãnh thổ châu Á có khí hậu khắc nghiệt, rừng taiga bao phủ, phần lãnh thổ thuộc châu Âu chủ yếu là đồng bằng, đồi thấp. Chúng ta cùng tìm hiểu về hoạt động kinh tế của nước Nga. Các em đọc sách giáo khoa trang 113 kết hợp với kiến thức bài châu Âu để chúng ta nêu được hoạt động kinh tế của nước Nga. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về tài nguyên khoáng sản, sản phẩm công nghiệp và sản phẩm nông nghiệp của nước Nga. Rừng Taiga. Nước Nga có rất nhiều dầu mỏ và người ta khai thác dầu mỏ. Người ta khai thác than. Người ta khai thác quặng sắt. Về ngành công nghiệp sản xuất phương tiện giao thông, đây là tàu điện ngầm ở Nga. Về ngành trồng trọt, chúng ta có trồng lúa mì, thu hoạch lúa mì, chăn nuôi cừu. Như vậy chúng ta thấy là về tài nguyên khoáng sản thì nước Nga có rừng taiga, dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, quặng sắt. Về sản phẩm công nghiệp thì sản xuất máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông. Về sản phẩm nông nghiệp thì trồng được lúa mì, khoai tây và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Như vậy, hoạt động kinh tế của nước Nga về ngành nông nghiệp thì ngành trồng trọt trồng được lúa mì, khoai tây.
về ngành sản xuất thì sản xuất gia súc gia cầm, về công nghiệp khai thác khoáng sản thì có dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, quặng sắt, về công nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông. Nước Nga có diện tích lớn nhất thế giới, tài nguyên thiên nhiên giàu có là điều kiện thuận lợi để nước Nga phát triển kinh tế. Đây là bài học mà các em cần ghi nhớ. Một số hình ảnh về Liên bang Nga, chúng ta cùng xem nhé. Một số ngành công nghiệp. Khu công nghiệp. Tàu vũ trụ do Nga sản xuất. Nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực chính trị khoa học ở Liên bang Nga cũng như là nước Nga. Chúng ta sang nước thứ hai là nước Pháp. Thứ nhất, chúng ta nghiên cứu về vị trí địa lý của nước Pháp. Chúng ta quan sát sách giáo khoa trang 113. Hãy tìm vị trí địa lý và đọc tên thủ đô của nước Pháp. Lãnh thổ của nước Pháp. Bây giờ chúng ta thấy nước Pháp nằm ở phía tây của châu Âu. Thủ đô là Paris. Toàn cảnh thủ đô Paris. Phố cổ ở thủ đô Paris. Chúng ta sang đặc điểm tự nhiên và hoạt động kinh tế của nước Pháp. Chúng ta đọc trang 114 kết hợp với những hiểu biết của em để nêu về đặc điểm tự nhiên và hoạt động kinh tế của nước Pháp. Về đặc điểm tự nhiên của nước Pháp thì Pháp có khí hậu ôn hòa, diện tích đồng bằng lớn. Về hoạt động kinh tế của nước Pháp, chúng ta đi tìm hiểu về các yếu tố như là sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Ngành trồng trọt thì chúng ta có thấy là nước Pháp trồng được nhiều lúa mì, trồng nho. Về ngành chăn nuôi thì chăn nuôi bò sữa. Về ngành công nghiệp sản xuất phương tiện giao thông thì sản xuất ô tô, tàu siêu tốc Pháp, sản xuất máy bay, đây là chiếc Airbus A380 do Pháp sản xuất máy bay. Còn có về ngành mỹ phẩm thì nước hoa Pháp nổi tiếng trên thế giới. Về ngành chế biến lương thực thực phẩm thì chúng ta có rượu vang Pháp cũng nổi tiếng của thế giới. Chúng ta cùng xem một số địa điểm du lịch nổi tiếng của Pháp nhé. Đây là Khải Hoàn Môn. Nhà thờ Đức Bà, nhà hát lớn Paris. Sông Sen. Viện bảo tàng và lâu đài nổi tiếng ở Paris. Như vậy về sản phẩm nông nghiệp thì Pháp trồng được lúa mì, khoai tây, củ cải đường, nho và chăn nuôi bò, lấy thịt, lấy sữa. Về sản phẩm công nghiệp thì sản xuất máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông, vải, quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm, dược phẩm. Về dịch vụ và du lịch thì có nhiều phong cảnh tự nhiên và công trình kiến trúc độc đáo. Như vậy, nhờ có khí hậu ôn hòa, diện tích đồng bằng lớn nên Pháp phát triển về nền nông nghiệp, sản phẩm chính là lúa mì, khoai tây, củ cải đường, nho, thịt bò, sữa bò. Về công nghiệp thì sản xuất máy móc,
thiết bị, phương tiện giao thông, vải, quần áo, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm. Nhờ có phong cảnh tự nhiên và công trình kiến trúc độc đáo nên Pháp phát triển rất mạnh về du lịch. Pháp nằm ở Tây Âu, là nước phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Đây là bài học các em cần ghi nhớ nhé. Bài học chúng ta đến đây là hết rồi. Thầy chào các em nhé.